qua sông là nước mênh mông, lũ ngồi bên hương nụ cười yêu thương. Một dòng sông quê bên nước cây đa, điệu nhạc vang xa của đàn guitar. Mình ngồi bên nhau nghe gió xuân về, về đây yên thơm ngát hương quê. Làng này năm nay oai nhật anh lù, về đây gặp ngày ba thăm ông Lèo, cũng hơi nghèo nhưng rất là thương con. Ôi chiếc xe đã nên cơ duyên, tình yêu cứ đẹp như mơ, sang bên sông đã nhớ cô hương. Ôi chuyến xe nắng mưa với anh lù sóng gió, tình yêu đâu thì có bạc. Xe đâu? Chết. Quên cái gì? Quên chưa đọc thơ gì. Ôi thôi ông ơi, ông sao ông lấy xe cho tôi giống quay lại đêm đọc 100 bài cũng được, sang đi. Thế nhưng mà chưa xong thủ tục thì cháu chưa thể nào mà làm việc được. Ôi trời ơi, may mà tôi không sống ở cái làng này đấy. Tôi mà sống ở cái làng này chắc là tôi phát điên đi mất. Đã bảo là không nói mà đi. Nhưng thôi không sao, đằng nào cũng chả thế. Hả? Đi, ông đọc đi. Vừa rồi mải hát mải ho rồi, cho nên lỡ mất chuyến đò qua sông. Hay quá rồi. Thì tóm lại là chú có đưa chìa khóa đây không, hay là cứ để xe nó ở sông cho nó lành? À, ôi thôi chết rồi. Quá thì khóa mình quên rồi. Quên đấy. Nhưng mà này, chìa khóa đây. Vừa rồi sao mày không hỏi chìa khóa luôn, mày còn đọc thơ làm gì cho mất thời gian. Sao đi. Ôi, một ông thì lẩm cẩm hay quên, một ông thì cám hấp trên vung, tôi cũng đi tự tử đây. Ồ hay nhỉ, cứ bảo là không nói mà lại. À thôi chết rồi. Ôi giời, quay lại đây làm gì, không đọc thơ đâu nhá. Lại quên gì nhỉ? Quên cái gì? À, cháu muốn nói cái việc là tiền bạc phân minh, ái tình nó phải, thực ra nó phải rất là chính xác ấy. Rồi, sao? Thì tức là cái phí mà đi đò này. Ừ. Phí người nó khác, còn là phí xe thì nó lại một kiểu. Cái gì? Ồ hay, cái thằng này mày tính cả với chú nữa. Ôi hay, cháu đang bảo là tiền bạc phân minh gì mà nè. Thôi được rồi, hết bao nhiêu, ông nói đi. Bình thường ấy, ừ, thì là người là 20, là ngày thường. Nhưng mà ngày Tết này thì thôi, cho vợ chồng cháu xin 50. Đi. Thôi được rồi, tiếp. Thế còn xe thì là tính theo cái giá trị của xe. Ừ. Ví dụ như là xe càng đắt thì giá lại càng cao. Cháu cứ lấy trung bình là 10%. Đấy. Khổ lắm, cái xe của tao nó là cái xe cà tàng mỗi mấy trăm nghìn mà. Ừ. Không phải không mình? Ừ. Thôi riêng cái này thì nói được. Đúng rồi, xe đấy là mua của người quen. Rồi. Người ta vừa bán vừa cho. Đúng. Giá có 400 nghìn. Đúng rồi. Đúng rồi, có 400 nghìn. 400. Này nhưng mà 400 thì 10% của 400 là bao nhiêu? Ấy kìa, 400% là 25.000. 25.000. 25.000 à? Ừ. Thôi cháu đi đây. Ừ. Thế nhưng mà 400 mà 10% lại là... 25.000, đúng rồi, cái thằng này mày, tao không chả giỏi tính hết mày. Thôi được rồi. Thôi, nhanh tiền cái thằng này, mất thời gian quá đấy. Cái thằng này nó hốc nhỉ. Nhưng mà thôi, đấy đùa với tôi Tết nhất. Lát nó sang cho vợ chồng nó mấy trăm nghìn để nó mừng tuổi cho con đó nhá. Đùa treo với tôi. Ngông kinh. Lũ ơi,
Lúc nãy cháu quên không hỏi chú cách đi xe máy. Cháu đã đi bao giờ đâu? Ui giời ông ơi, khổ lắm rồi. Bây chỉ việc cho chìa khóa vào vặn nổ rồi để ga là đi thôi. Cứ thế phi đi. Ừ, nhanh lên. Thuyền còn lái được nữa là xe máy. Nào chả thế. Ông bị hâm ạ. À? Cái lúc nào đằng nào chả thế. Bớt cái xe lên cho tao. Mày có nghe thấy cô nói gì không? Cháy rồi. Này, làm cái gì mở mi hết cả lên nè. Ôi, sáng sớm người ta đi mỏi hết cả chân. À, thế lợn thế nào thì tôi còn mang về, tôi còn chuẩn bị bánh trái đây. Bà trẻ ơi, khổ con lắm cơ bà trẻ ạ. Sáng nay trước khi đi chợ dặn chồng con ở nhà đun nước sôi rồi thịt cho con lợn. Nên mà bây giờ về lợn vẫn còn nguyên ở trong chuồng ấy kìa. Đợi mãi có thấy ai sang đâu. Này ông vô nhà tôi là bảo là sang đây thịt lợn từ 5 giờ sáng sao mà bây giờ vẫn chưa thịt lợn là thế nào hả? Ôi trời. Đêm qua lão ấy say rượu hay là lão ấy ngã ở bờ mương nào cũng đến nhở. Ôi bà trẻ cứ yên tâm, ông trẻ vô là nội công là thâm hậu lắm. Lục ơi, chú chưa kịp thế. Mệt phết đấy nhưng mà lại vớt được một số thứ cơ bản. Ôi trời ơi, khổ lắm. Tẻ quan trọng thế đều còn vớt, đi toàn vớt mấy cái thứ vớ vẩn. Xe nó nặng, nó to, vớt lúc nào chẳng được. Chứ còn cái này á, không vớt, nó nhẹ như thế có mà tìm ông mất. Ôi trời ơi, thế bây giờ ông tính thế nào? Tính thế nào nữa? Đền chứ còn thế nào nữa. Ê chú ơi, cô chú ơi, cháu xin cô chú. Cô chú biết được hoàn cảnh nhà cháu rồi mà bây giờ cô chú mất đền cả cái xe máy thì nhà cháu lấy đâu ra để mà đền. Cô chú ơi, cô chú tha cho nhà cháu. Chết tao cái gì? Bây giờ cô chú mất đền cả cái xe máy thì lấy đâu ra để mà đền. Khổ quá. Khổ cái gì? Tôi đã nói với chú Lù là đò nhà mình đang kiếm. Nhưng mà chú không nghe đâu. Lại còn bảo là mày cứ nổ máy lên mà phí. Thế đấy, chứ phi cũng xong luôn rồi đấy. Này, thôi đừng có cãi cùn nhé. Bây giờ một là ông đền, không thì ông phải nhảy xuống vớt xe lên cho tôi. Tôi có đi sửa, Tết cũng có cái mới đi đấy. Nó xoáy thế kia thì có mà vớt kiểu gì? Xoáy thì phải nhảy xuống mà vớt chứ, chẳng lẽ không vớt à? Giờ coi nhé, cháu mà nhảy xuống vớt mà có mệnh hệ gì chú chịu trách nhiệm. Ôi trời ơi, vợ ơi, đã vợ ơi. Nếu như có mệnh hệ gì thì thấy anh chăm sóc bé thì nhà mình. Bà ơi, đi cẩn thận nha bà ơi. Hai vợ chồng qua đấy đã bảo. Này, thằng bầu nó vừa nói cái gì bé thi là cái gì? Là con cháu. Vì là anh ấy hay làm thơ nên anh ấy bảo đặt tên con là Thi. Anh ơi, đi cẩn thận nha. Này, bầu, thôi, quay đây chú à. Thôi nhá, không phải vớt xe nữa. Khổ lắm ngờ Tết nhất mà ông có mệnh hệ gì thì chết tôi. Ôi thế là không phải vớt nữa à? Không vớt nữa. Cháu này còn không tiếc nữa, chú tiếc thì cái xe máy. Cái gì? Thân cháu còn không tiếc, còn chú tiếc cái xe máy mấy trăm. Xe mấy trăm á? Xe của tôi hơn chục triệu đấy bố ạ. Hơn chục triệu? Cô vừa bảo có 400. Đấy là con nói đùa. Mà thôi bây giờ thế này nhá, cho nó sòng phẳng này. Cháu bơi đi bơi lại tất cả là 4 chuyến, nhân lên là 400. Thế mà xe máy của cô chú cũng 400 thôi. Thế cho nên là hỏa. Thế vừa rồi cháu lại vớt được mấy gói thạch này. Thế cháu chỉ tính cái công vớt của cháu là 10 ngàn thôi. Đưa cháu 10 ngàn để cháu về.
mấy cái linh tinh gì thì mày vớt cái xe của tao hơn chục triệu đấy nhá. Hơn chục triệu đấy, chú lại không thành khẩn rồi. Vợ chồng chú không thành khẩn nên là nó chìm là phải. Mà khổ. Thế nhỉ, tại sao cứ năm nào tao gặp mày toàn gặp việc xui xẻo đấy. Nhưng mà thôi không sao, đằng nào mà chả thế. Ấy, thế thì nói thế thì quá là bây giờ là chịu mất hết cả luôn à. Thế thì biết làm nào. Thôi, chú bảo là không sao đằng nào chả thế mà này. Thôi đi về, ở nhà chú mổ lợn đấy. Ơ, chú ở nhà mổ lợn đi, chú đi về đi. Nó vớt chết đuối thì chết dở, đâu đi. Trời em bầu ơi. Trời ơi. Nó được cái thằng, cũng là cái thể thống. Đi, đi hôm nay. Vợ chồng thằng Đu về rồi đi nhà. Mày gọi con. Vâng, con chào bà trẻ, con chào bố mẹ. Ôi con mà này. Dạ. Thế hôm qua mẹ điện lên thì chúng mày bảo đi xe máy về cơ mà. Thế sao đi đi bộ mà quần áo thì sộc sạch rách dưới kia hả con? Thì mẹ là chúng con đi xe máy đấy chứ mẹ. Nhưng mà đang đi xe máy rồi, đi qua sông rồi. Ừ. Thằng bố làm chìm xe máy dưới sông. Cũng bị mắc tại nhà con cơ. Sao? Cướm mà mở. Lại kêu là cứ để dưới sông không mất đồ mà lo. Thì đúng rồi còn gì. Không sao đâu nào chả thế. Bà vẫn. Giá mà nhà con khôn mặc một phần của bố thì phải là tốt đâu. Ôi giời ơi này con ơi, ngồi đấy mà mơ. Say xỉn suốt ngày thế này. Đây còn thơ với cả ca nữa. Xin chào. Ôi giời ơi. Xin chào ạ. Vài dưới. Nhâm. Xin chào. Ôi giời ơi. Mai khớp tập giơ tay nó chào này. Chào ông dẻo trẻ với cả nhà. Chào ông dẻo trẻ trẻ ạ. Vượt hết thì cháu về thay quần áo bây giờ lên đấy. Mà bố mẹ. Con nghe Tây nó đồn là hôm nay nhà mình thịt lợn rồi sao không thấy gì à? Tôi tưởng thịt lợn xong rồi tôi mang thúng sắt đựng đi thì. Sáng nay mẹ dặn là ở nhà đun nước sôi đi rồi thịt con lợn. Vâng. Thế mà đi chợ về nốc hết chai rượu rồi nằm ở đây này ngủ sơ mất ếch ra. Đấy, bây giờ là thịt đâu ra hả? Đấy, lại nốc rồi. Khổ quá, tôi đã nói với bà tôi thề tôi không được hớp nào cả. Ông bảo ông không uống mà cái chai rượu này hết sạch à? Cái chó nó uống à? Trời ơi, sao mẹ lại nói bố thế? Ôi nhà mình nuôi chó mới à? Chó đây. Chó đây. Cái gì? Chó đây. Ôi giời ơi, ông trẻ à? Trẻ à? Thế là sao ông trẻ này chưa đây? Thế ông trẻ chưa đây đi. Mày định để ông nằm ở chỗ này à? Chó ông ra. Ôi giời ơi, ông trẻ khủng quá. Con xin lỗi ông. Ôi giời ơi, lúc đấy mày bảo là con chó nào không rượu hả? Con chó này uống chứ con chó nào hả? Phút mốt nhá. Mày hơi bị láo ấy. Bà Lèo. Dạ. Bà tạ lỗi với ông trẻ đi. Dạ con xin lỗi ông trẻ ạ. Ôi giời. Xin lỗi xuông còn được à? Dạ. Này. Vào xem mang nốt chai rượu đây. Để mời ông trẻ với mọi người uống. Còn thịt lợn. Đúng rồi, tôi không sao, đằng nào ông chả thế. Mẹ cứ vào lấy chai rượu đây. À không, mình vào lấy chai rượu đây để anh tiếp ông trẻ với bố. Đi, mang đi. Lấy rượu. Dạ. Cái thằng này, chém ở đâu? À, không. Cháu không uống rượu sáng đâu, xót ruột lắm. Ông với lại bố mày thằng bà cuống đi. Cái thằng này, ông bảo nhá. Dạ. Mày đi vào trong buồng ấy. Vâng. Mày xem mẹ mày còn thừa cái váy nào không? Mặc vào. Dạ. Làm cái thằng đàn ông đi thì phải làm một chén gì. À để xin lỗi ông trẻ về cái chuyện lúc nãy. Cháu xin thay mặt vợ cháu. Xin tạ lỗi ông trẻ. Chúc ông trẻ nửa chén này thôi. Để lát nữa cháu còn thịt vợ. Ông trẻ thịt lợn. Mà này. Dạ. Chú là láo. Sao? Mà lại còn hỗn nữa. Nhá. Trong cái mâm này nhá. Người to nhất ấy phải làm. Cháu mời chú bò ạ. Dạ. Thế nhưng mà dạ. Tao ấy thì lại gọi ông này là ông trẻ. Đúng rồi. Thế nhưng mà lại gọi cái thằng lù. Ôi, thằng này. Chú lù là chú. Thế là dưỡng nào? Mà thôi, tao không uống đâu. Tí còn mổ lợn. Ôi giời, mổ lợn á, phút mốt. Nhưng mà này, đây thì gọi đây bằng chú. Mà chú lại gọi đây bằng ông. Mà ông lại gọi đây bằng ông trẻ. Thế bây giờ tao hỏi nhá. Mày tập dạ, cháu hỏi chú. Với lại tao hỏi hai thằng mày nhá. Thế ở đây nhá, thằng nào thằng to nhất? Ôi thì cháu nói cho chú biết là cháu chả biết thằng nào to nhất. Mà chỉ biết là cháu là thằng già nhất. Thôi không sao, đằng nào mà chả thế. Thôi bây giờ mỗi người uống một chén để đồng khởi cho nó đỡ váng đầu. Nhá. Thế thì con xin mời bố, cháu mời ông. Tao mời thằng bầu. Phút mốt.
Ôi ôi, dậy như thế này thì mổ lợn làm sao được cơ chứ này. Ôi trời ơi, này chết mất. Các bà, tôi có ý kiến như này. Ôi giời ôi, mày hết chỗ yên rồi à? Mày có lừa tao đấy à? Trời ơi, đúng rồi, châu buộc ghét châu ăn. Này, ông trẻ hỏi thật nhá, theo mày ấy, thì ông có lên giặt không? Tự nhiên một cái thằng đàn ông đi giặt quần áo bao giờ không? Mang tiếng đúng không? Hèn cả cái thằng người đúng không? Sao? Mày bảo gì? Giặt cũng được à? Thế đi giặt. Nhưng mà thì đi giặt thì ông lại quên bố không mang xà phòng. Thôi, cứ lên làm vại bia đã, rồi mua xà phòng đi tiếp nhá. Mày ngồi đây đợi ông nhá. Ông mua xà phòng về xong ông sẽ giặt nhá. Đừng im đây lại. Giặt ngay rồi mới xong. Cô Hà ơi, cô Hà ơi, cháu nhờ tí. Thằng Vô đấy à? Dạ. Ấy, ôi trời ơi, ra giả nợ cô đấy à? Trả nợ. Nè, sao cứ nhìn cái mặt cháu là cô đòi nợ ấy nhỉ? Cháu nói với cô biết nhá, bên đằng vợ cháu ấy, đằng ngoại ấy thì cháu là cháu đấy, nhưng mà đằng nội nhá, cháu là ông trẻ đấy. Suốt ngày nói nợ mấy lần, người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Thế bao giờ mày định giả nợ cô? Trả nợ gì? Phút mốt Tết. Thế hôm nay uống mấy cốc? Phút mốt à, một cốc. Đây, đong cho đầy vậy nhá. Này. Dạ dạ, cháu xin ạ. À, mà này cháu bạn này. Gì? Này, tí nữa nhá, chả may nhá, vợ cháu mà qua đây nhá, thì cô phải nhớ là bảo cháu là cháu ngồi đây cháu nghỉ nhá, chứ không có bia bọt gì nhá. Uống rượu uống bia mà lại phải giấu vợ thế à? Này, có mặc váy không thì cô vào cô lấy cái váy cho mà mặc. Thì cũng đang định mặc đấy. Thôi đi đi vào lấy cho nó đi lạc đi. Uống không à? Rồi. Bực. Ô, ông trẻ. Hả? Ông đi đâu đấy à? Ông á? Vâng. Ông đi mày đi đâu đấy à? Bây giờ cái gì đây? Rau này, làn này. Mày đừng nói với ông là mày đi chợ thay vợ nhá. Việc này của đàn bà cơ mà. Không, khổ quá. Cháu vừa đi ngang qua chợ thì gặp con bé hàng xóm nó bảo anh cầm hộ về nhà cho em. Xách hộ về nhà. Mày rảnh thế à? Ông trẻ đi đâu mà lại có cái chậu quần áo đấy kìa. Quần áo á? Vâng. Ôi giời, cái nhà cái bà này nữa. Chỗ này là chỗ bán hàng, mang quần áo bẩn ra đây. Này, mang quần áo vào đây này. Mà ông trẻ này. Hả? Cháu thấy đây toàn là quần áo của ông ấy chứ. Ôi, sao lại quần áo của ông nhỉ? Là mà ông này. Hả? Vừa rồi ra chợ cháu thấy bà trẻ đang đi tìm ông đấy. Tìm ông á? À? Vâng. Ui giời ơi, thế sao mày không bảo luôn? Vâng. Tao phải luôn. Này chào, tao có bia nhá. Ấy, từ từ. Đùa, đùa. Bà đang ở nhà. Ông ngồi xuống làm gì mà căng thẳng. Mày rảnh quá nhỉ? Mày có biết là vừa rồi mà ông mà tăng xông cái đây để hỏng hết cả chuyện đấy. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Xin lỗi. Nhưng mà này. Dạ. Hợp đồng mày đâu? Hợp đồng ông cất ở nhà rồi. Này, mày đọc cho xem là mấy cái điều khoản ông với bà xem nó có giống của mày không? Hợp đồng thay vai. Tôi sẽ thay vai vợ tôi lo bổn phận làm vợ. Đấy. Còn vợ tôi thì sẽ đóng vai tôi là chồng. Đấy. Thực hiện nhiệm vụ làm chồng. Hợp đồng này có giá trị đến hết ngày mùng 3 Tết. Ui, y xì như của cháu. Thế là giống nhau. Ông bắt tay mày cả. Còn bắt tay không? Hợp đồng gì đấy? Hợp đồng gì đâu. Mới mua cái nhà. Mua đất. Ơ, Lan. Này, chị Hà có nhà không em? Lu. Dạ. Lão. Sao à? Thì cô Hà tao đây. Hôm nay là Lan, em gái của Hà mà. Cô Hà. Từ lúc lấy vợ, chả quan tâm gì đến người ta. Ô, em là Hà. Vâng, em là Hà đây. Ôi, cái tay này đúng rồi.
Sao giờ trông em khác thế? Anh lại cứ tưởng là cái Lan em gái em. Em vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ về đây. Nè, được không? Được không? Được không? Được, nhưng mà chỉnh sửa ở đâu ấy? Cô làm ở 176 Trần Duy Hưng ấy, cái thẩm mỹ viện Thiên Hà ấy. Thẩm mỹ viện Thiên Hà? Ừ. Này có khi này, giờ tới ông cho bà trẻ ra đấy làm. À, thôi, có lẽ là em ở đây với ông trẻ nhá. Cháu xin phép phải về vì còn phải đi mua cá, mua thịt mà bây giờ mới có mỗi rau nữa. Xin phép cháu phải về trước. Này, vội vàng làm gì? Mua thịt với cá đúng không? Vâng. Mày sang đây. Có luôn. Ra đây, sang đây. Đây thầy, thích cá tươi, thịt tươi, nhìn thấy chưa? Tươi đầy đạch luôn. Ui giời. Đấy. Quách như thế là có sẵn luôn ạ. Yên tâm chưa? Mua luôn đây ạ. Mua luôn nhá. Vâng, thế thì yên tâm rồi. Này, 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 này. Cho hai cốc bia. Rồi, có ngay. Cho hai cốc bia. Ê, này. Hả? Uống bia là phá vỡ hợp đồng đấy, không được đâu, các bà giết mình. Ờ nhỉ, thế thì phá vỡ à? Không được. Ôi giời ơi, đơn xin đổi vai này chết. Ôi giời, không sao, kể cả đổi vai bố cũng chơi. Thôi được rồi, ngoan nào, ngoan nào, ngoan nào nhá. Ngày xưa bố mình đánh lưới hơi bị siêu ấy, cho nên là không qua được trước này đâu. Thi ơi, Thi ơi. Ôi giời ơi, bố thương, bố thương, bố biết rồi. Ngoan ngoan nào, à ôi giời, bố yêu. Biết rồi, bố thương. Đây bố chuẩn bị sẵn đây rồi. Ôi bố thương, ôi giời, đói rồi phải không? À lại bố yêu này rồi, bố có ti đây rồi. Ê, bố có ti đây rồi nè. Để ti nhá, ti nhá, ngoan nhá. À, thi ơi, thi có biết không thi? Thi ăn ngoan và thi biết bố ti. Thi ơi, thi có biết không thi? Một khi thi đã không khóc cớ sao thi phải buồn nhé. Đi. Ôi trời ơi, sao thế? Đi, ôi trời ơi, bố còn làm bao nhiêu việc ở đây này? Đi. À không, bố trưởng. Này, tặng thằng chú nhỏ đi. Ôi trời ơi, mấy chục năm không vào bếp, quên mất rồi. Lóng nga lóng ngắm cứ như là người ngoài hành tinh mới xuống trái đất. Lũ ơi! Cái gì ấy bố ơi? Lấy cho bố tí muối. Ngoài con có ở nhà không biết muối để đâu đâu à? Đấy, ngoài cái xem chỗ nào mà lấy cho bố cái. Đâu thế? Đây rồi. Trắng chuẩn rồi. Đây bố ơi. Luộc nó phải tái nó mới ngon. Vâng ạ. Ôi trời ơi! Xà phòng rồi! Ôi ngay, thì chết rồi! Úi rồi, anh định đầu độc cả nhà! Ôi giời ơi! Khổ quá, con nhìn trắng trắng, con lại cứ tưởng là muối! À, thôi, anh đổ cái này cho tôi! Bắt kẻ chiếu tướng à! Bà trẻ ơi! Tay bà cầm quấn tốt mà bà lại bảo chiếu tướng bắt xe hạ cờ! Tôi thấy ông bồ nhà tôi hay nói với Lèo với Lù này là chiếu tướng bắt xe thì nói thế thì gì. Trời ơi. Cháu nói thật nhá. Cháu nhìn từ nãy đến giờ là hoa cả mắt, trống cả mặt mà cháu chả hiểu cái gì. Ôi nhưng mà quan, cháu biết nhá. Biết gì? Đây là con xe. Ấy nhưng cơ mà sao nó lại không có bánh? Ôi con này. Ôi giời ơi. Tóm lại là bây giờ về nhà chả phải làm việc gì cả. Tay chân nó cứ buồn thế nào ấy. Buồn không thể nào mà chịu được ấy. Không chịu được cũng phải chịu nhá. Tí nữa thằng Lù nó ra đây nhá. Mình phải mạnh mẽ. Được chưa? Làm như đàn ông hơn các ông ấy luôn. Được chưa? Đúng rồi. Này, vợ bầu nhá. Làm điếu. Ôi chết. Cháu không biết hút thuốc lào đâu. Cháu ngửi thấy mùi cháu đã thấy kinh sợ rồi. Sao mà biết hút được? Mùi nó kinh lắm. Vợ bầu, hay là bây giờ mày vào hút thay cô. Ui, cô ngồi trong chỗ mày giả vờ quánh cơ. Ừ, bà trẻ thôi cô. Cháu có biết hút đâu mà cái này mùi ghê bổ sư được. Mày cất đi tao không hút được đâu. Con dâu. Dạ. Làm điếu. Vâng. Làm điếu. Ông mau quá.
Khác quá. À đây 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 nhá, đây nhá. Tôi bình thường nhà tôi thấy thế lá vổ nhà tôi này hay như thế này. Thế hút kiểu gì cơ? Hả? Cái này hút nào vui nhỉ? Này, người ta hút bằng mồm chứ ai hút bằng mắt đâu mà. Đúng rồi, kê kê cái mồm vào, kê mồm này, này, vào. Ở đây. Đây, xong rồi cho cái này vào. Cho cái này vào đây này. Nào. Ôi, cái tử tử thôi. Không sao, chân vẫn còn nóng lắm, không vấn đề gì hết. Nếu mà đàn ông say thuốc lào trong mặt nó còn được. Thì trong này say thuốc lào trong này, trông có giống con sư tử biển không? Ôi, về cơ bản mà nói, say thuốc lào ngã úp mặt xuống đất ấy, chắc chắn là chỉ có đi ngủ với run. Thế này là còn may. Sao bố lại nói này thế? Thế này là còn may, không có Tết năm nay thì mất vui. Ồ, quá. Này, hàng xóm láng giềng người ta dị nghị, người ta cười chết. Thôi, thế này, theo tôi thế này nhá. Thôi, cái hợp đồng ấy. Quỷ. Nên quỷ để... đâu quỷ thế nào được. Đã chơi là phải chơi tới bến luôn. Này mình ấy. Thôi mình nói với vợ bầu với lại bà trẻ. Hủy hợp đồng đi thôi. Quỷ là quỷ thế nào. Ủa, đang vui thì đứt dây đàn. Không quỷ. Chúng tôi là đang rất vui. Thôi được rồi. Biết là rất vui rồi. Thế nhưng mà tôi đừng có cố đấm ăn xôi nữa. Nhìn thế này nhá. Ngày xưa các cụ đã nói rồi. Ngày xưa các cụ bảo là. Ngày xưa các cụ bảo thế nào nhỉ? Cơm. Ngày xưa là xưa phụ nữ rất khôn ngoan. Ngày nay phụ nữ trốn cơ quan, trốn luôn việc nhà. Đừng thấy tôi cam chịu thật thà. Tuy rằng tôi cam chịu chứ mà coi khinh tính nhà. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in it. Chú nhặt rau muống kiểu gì đấy? Thế là chứ nhặt làm sao được nhiều. Rau muống phải nhặt ngọn nó dài. Chứ có phải là hoa nhài đâu mà lại nhặt ngắn thế này. Ồ hay, thì tao đã nhặt rau bao giờ đâu. Ủa, thế cái cọng của chú để đâu? Thế tao vứt được thùng rác rồi. Chú đưa xem nào. Đấy. Ôi giời ơi. Thủa nhà ai nhặt cái rau muống còn cả bó như thế này không? Ôi kìa cái thằng này. Mày để lẫn cái rau tao đã nhặt rồi với rau bẩn gì. À được rồi. Có một
tí có cái gì mà lẫn chúng nhặt được bao nhiêu. Đây này, đưa cháu vào. Đây. Đây nhá. Ơ ông làm thử xem nào. Nhặt rau này. Ừ. Đây. Xong bỏ cái này đi. Cái này vừa sạch mà lại tiết kiệm. Ôi, thế nhỡ nó có sâu thì sao? Có sâu thì mới là rau sạch. Sâu sạch thế thì cái răng tao không có sâu thì phải là răng tao bẩn à? Chú lại đi so sánh rau với lại răng. Chú này. Nhưng mà mày giặt, mày hái rau cái này cũng lạ hả nhỉ? Dời. À dạ. Ông trẻ. Ông cháu cái gì mà ông cháu? Nó làm một mình cái này. Mày đứng dậy tao ngồi cái này xem nào. Mà thôi mình ngồi xuống đi. Sao hả ông? Cắn nghĩ cả bực mình. Mày nhìn xem. Cái con cá này thì theo mày bao tiền? Hả? Bao nhiêu? Chắc khoảng 40.000. Ui giời. Vợ ông ở 40.000. Ừ. Thế mà con bán cá ấy, nó đòi 41.000. Ui giời, sao nó lừa vừa đắt thế? Thế tao bực mình. Cá 40.000 bán 41.000 thì nó định chém cụ à? Bực mình. Thế chém ông à? Thế mất bố mất 1.000 rồi đấy. Bực hết cả mày, mình. Cái thằng kia. Dạ. 11.000 thì có cái gì mà bực mình, cả mớ rau tao vứt đây tao còn không tiếc cơ mà. Này cái thằng này, mày vừa chửi ai đấy? Mày sao mày cứ mắng chú tao như mắng con đấy nhỉ? Ừ, thôi thì không sao, đằng nào cũng chả thế. Ôi nhanh, cái con mẹ nó lại đạp thế nhỉ? Ôi nhanh cái chân cái tay lên, mang vào đây để con làm cho xong việc chứ để nhả bao việc. Đặt xuống, đặt xuống, đặt xuống. Rồi, được rồi, tránh ngang, tránh ngang. Này, dạ, đứng giống nhau nhỉ? Nhưng mà đứng giống nhau thì có sao không hả bà? Thế mày có bổ không hay là mày để tao phải bổ? Bổ à? Hả? Con này! Dạ? Mày còn đứng đấy nhìn à? Dạ, chứ mày không bổ củi thì mày định để tao bổ à? Thế cô ấy, bổ thì con bổ. Bổ đi chứ còn gì nữa. Nào, tưởng nào. Gì cái việc bổ này nó đơn giản. Cẩn thận đấy. Trời ơi! Đi thì ra bỏ ngửa ra. Từ. Làm được không? Làm được. Phát đấy chỉ là phát đề ba thôi. À. Đây mới là phát thật đây này. Nào. 1 2 3 Thôi, thôi bà trẻ ơi, bà trẻ lui ra để con bổ. Chứ bây giờ bà trẻ bổ mà để con đứng đấy thì người ta cười cho. Đây. Bà. Cái gì? Sao bà lại làm thế? Sao? Bà làm thế để người ta đi qua người ta cười vào mặt con à? Mà bà làm như thế thì khác gì bà chửi vào mặt con. À. Ôi. Thôi bố đi. Sao cái quan hệ nhà này nó lại phức tạp như thế không biết được. Bà đứng ra kia. Dạ. Việc này để con bổ. Bổ đi. Bổ đi. Nào. Cẩn thận đấy. Nào, cẩn thận nha. Nào. 1 2 2 3 Gì thế? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Giặt khổ hãy dành phần con. Dạ. Cháu mời bà trẻ. À. Con mời U. Ừ. Và vợ thằng bầu xê ra việc này để con ạ. Con mà không làm thì người ta đi qua người ta cười vào mặt vợ chồng con. Mày xử lý cái này đi. Cẩn thận đấy. Rồi. Con làm đi. Rồi, làm đi. Cẩn thận nhá. Đây nó chỉ là đề ba thôi. À. Đây nó mới là chính thức đây này. À. Nào nào, cẩn thận. Yeah. Đúng rồi. Trẻ ra để u bổ nhá. Vâng. Nào, u sổ. Ôi thân mày để không rút được ra thế này. Xem nào. Hả? Ôi. Sao mày? Sao cô cắm tìm sâu thế? Ừ. Cắm chặt thế. Con không nghĩ là cái nội công của con nó lại thâm hậu như thế. Ôi giời ơi, mày làm thế này thì bây giờ lấy cái gì đâu ra mà bổ nó chứ lại rút làm sao được. Hả? Biết bạn, ở nhà cháu chỉ quen những làm việc vặt. Ừ. Cái này á, lão bổ nhà cháu, lão trẻ loãng thế là xong. Ôi mà giời. Có làm thì mới biết. Bình thường á, là tôi coi thường cái lão bổ nhà tôi lắm. Nhưng mà sau cái việc này mới thấy là lão bổ đã được việc phết đấy. Ờ. Không sao, đằng nào chả thế. Ồ, mày ghép để bắt chiếc thằng chồng mày nữa. Ừ, giời ơi, nhưng mà kiểu gì cũng phải làm được. Không làm được cái mấy lão lại coi thường chị em phụ nữ chúng mình. Đúng rồi đấy ạ. Đúng rồi chưa? Bà, cô ạ, cháu nghĩ là cái việc này kiểu gì cũng có cách để rút được nó ra. À. Nhưng mà cái việc này nó không đáng lo bằng cái việc phải uống rượu. Cháu nói thật với bà trẻ, với mọi người chứ...
cứ nghĩ đến cái việc mà phải uống rượu ấy là cháu vãi 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 gì vãi gì vãi gì ý là vãi linh hồn ấy. Ôi giời ơi, cháu nói thật với cô chứ biết uống rượu thì có cái gì được gọi bà xịt. Bây giờ nhá, cầm cái cốc lên đủ cái xong. Cháu uống được rượu ấy, cô cũng thấy đỡ lo. Cháu xin ạ. Đấy, con nói với cô nhá, con thì đã uống được ngụm rượu nào bao giờ. Con thấy lão bổ nhà con uống dễ dàng thế, con nói thế thôi. Chứ còn là riêng cái khoản ngửi cái mùi rượu này á, ớn đến tận cổ thế này. Con có cách rồi. Cách gì? Bây giờ để cho chúng ta đỡ phải vãi linh hồn khi phải uống rượu, chúng ta phải dùng mưu. Chúng ta sẽ phải pha đường vào nước, xong chúng ta uống cái thành rượu. Không được. Sao thì không được? Người ngoài thì không sao, nhưng mà mấy ông nhà mình toàn sâu rượu thôi, nên là không thể đánh lừa được đâu. Thế cho nên là phải uống. Ôi, cho con cái gia vị ở đây cái nhạt quá. Gia vị là muối gì? Muối hết rồi. Xem vừa cho con. Vâng. Vừa chưa? Quay lạ sao vẫn nhạt thế nhỉ? Chắc chắn là một canh đều rồi. Bây giờ là chúng nó hay làm đều lắm. Bố cứ cho con cả lọ vào. Nhạt nhạt thế nào, bố cho nó nửa lọ cho con. Xem. Anh này, ăn mặn nó vừa vừa thôi. Ăn mặn lắm không tốt đâu. Nó hại thận lắm. Mới để con nếm thử. Là thật chứ nhỉ? Được rồi. Hợp đồng vẩn thật. Không ai, mình là Nam Nhi, đã làm là phải chịu trách nhiệm chứ gì. Ok, cái thằng này, thế tại sao mày lại khóc? Ôi giời, khổ quá là tại cái này. Chú sao? Nhưng lại đi ký cái hợp đồng vẩn thật. Không ai, mình là Nam Nhi, đã làm là phải chịu trách nhiệm chứ gì. Ok, cái thằng này, thế tại sao mày lại khóc? Ôi giời, khổ quá là tại cái này. Chỉ được cái đồng cảm nhưng nó không phải lúc. Cay mắt. Thấy anh à? Ôi giời ơi, tôi lại cứ tưởng là bố khóc, tôi cũng bủi lòng, khổ lắm cơ. Bây giờ cháu đố chú nhá. Cái gì? Thôi, đố tao lại mất tiền, mày thôi không chơi môn đâu nhá. Thôi, thái anh đi. Không mất tiền. Mà bây giờ đố đơn giản này, không tiền nong gì cả. Không mất tiền đấy nhá. Không mất tiền nữa kìa chú. Không đố đi. Bây giờ cháu đố chú là có cách nào để thái hành mà lại không cay mắt không? Tại riêng cái này thì đố tiền nhá. Thôi. Thế sao? Tất nhiên gì đã thống nhất rồi. Đây, tôi trả lời được ông về giả tôi cái tiền năm ngoái ông chấn của tôi đấy nhá. Thôi, cái năm nào không giả năm đấy thì... Thôi coi như xí xóa cho ông nhé. Xí xóa. Biết cách không? Chưa đi. Ông lấy cho tôi cái mũ bảo hiểm, ông đội vào ông che mắt đi. Thế là hết cay, có gì đâu à. Chú được đấy. Chú là đi Hà Nội về là thông minh là gấp rưỡi cháu ở đây. Ủa, cái thằng này mày so sánh vớ vẩn. Có cá để đâu rồi? Cá trong này ngoài bể.
Thôi, thái nốt mấy củi đi. Đây. Ui, hạnh phúc đấy. Bực mình thật đấy. Lần trước bán cá nó ăn mất 1.000. Lần này nó lại ăn mất của mình 1.500, mới điên chị. À, chú. Ôi trời ơi, chú xem nhá. Hôm trước hàng cá ấy, là cháu mất 1.000. Thế cái bà bánh trưng này chú biết... Thôi, tao biết thừa mày tiếc 1.000. Tao đã bảo rồi, tầng này hành tao còn không tiếc, nó tiếc cái 1.000 bánh trưng. 1.500 bánh trưng không phải là tiền à? Mà này, thế thì chú định đi đâu đấy à? Hả? Đi đâu mà đội mũ được biết cái này? Khổ quá nhỉ, Tết nhất đến nơi rồi. Đi đâu thì ăn xong thì đi. Này, dạ. Tự nhiên lại biết thái hành, không bị cay mắt mà lại trở thành chuyên gia. Thương thay các mụ các bà, cứ tưởng là khóc, hóa ra là thái hành. Hay. Chú. Cháu cảm ơn chú nhé. Nhờ cái thơ của chú ấy mà cháu mới biết được là cái con vợ cháu ấy. Thế vậy chị mà tao quá là láo, mà nó diễn quá là sâu. Mấy lần nó khóc ấy, cháu lại tưởng là cháu đánh nó hoặc là nó giận dỗi chuyện gì. Hóa ra là do nó thái hành. Thì mày cứ lời thôi. Hả? Đi vào bác bánh trưng ấy. Muộn rồi đấy. Bác bánh trưng á? Ờ. Nhưng mà này, vẫn mất 1.500. Bực mình. Mày. À, phút một. Này, mày lúc nào phút một. Tao đố mày bác bánh trưng được phút một đấy. Tinh tường. Bố ơi. Hả? Tình hình bây giờ là hai cái nồi này của mình đã hoàn thành rồi. Ừ. Bây giờ đến giai đoạn rán cá. Đúng rồi, còn rán cá là xong rồi. Vâng. Nhưng mà bố này. Hả? Con thấy cái chảo này hơi bé mà cá thì hơi to. Hay rồi để con chặt đôi này nhá. Ôi giời, không được. Con chặt này nhá. Mẹ mày bảo không được chặt cá ra để rán. Tao thấy là toàn rán cả con thôi. Ở thì cả con. Ôi giời. Bố chè con nhá. Rồi. Ai trời ơi, xe được cho mày nó bắn hết, mà bắn tao đi. Ôi giời ơi, bố phải tránh chứ, chứ đứng mà làm gì. Ôi được rồi, bố ạ, cho cá vào nhá. Cho cá vào. Cho nó bắn hết vào mặt đấy. Thế bây giờ làm thế nào bây giờ? Làm nhỉ? Ôi, tôi cầm con cá xem nào. À, đây rồi, còn có cách rồi. Đây. Bố. Hả? Bố đặt con cá lên đây, con sẽ đẩy dần vào giống như kiểu trượt ba tay nhẹ nhàng như là trượt ba tay đấy. Từ bố đặt gì rồi, được rồi, bố đặt xong vào rồi, được rồi đấy, xong bố lấy cái đũa bố đẩy vào. Đẩy vào gì? Đúng rồi, bố đẩy dần vào, bố đẩy dần vào. Thế đúng rồi, thế đúng. Ui giời ơi, trượt rồi. Ui sợi ơi, không được rồi bố, phải nghĩ cách khác rồi. Bố treo vào đầu này cho con. Treo vào. Bố treo vào. Xong bố cầm về bố gạt xuống nhá. À rồi. Đấy. Bố hạ xuống. À ôi trời ơi. Trời ơi. Bắn hết cả một mặt rồi. Hai bố con làm cái gì mà ầm ĩ ở trong bếp như thế hả? À, không có gì đâu ạ. Mà không sao, đằng nào chẳng thế. Đây. Đã ra tay gạo chứ gọi là xay ra cháy. Gạo xay ra, nấu. Xong rồi đây. Xong rồi. Các bà ngồi cái thế được đấy nha. Cái gì thế này? Như thế này mà cũng gọi là nấu cơm à? Hả? Nấu ăn nó cũng là một nghệ thuật. Con người thưởng thức các đồ ăn ấy, là đánh giá nghệ thuật đến mức độ nào. Đúng không? À đây, mọi người ăn đây. Rau muống này là ai luộc đấy? Em. Cái luộc không có dúi này thì ai ăn này được. Nhưng mà đấy cũng là cả một sự cố gắng và công trình nghệ thuật. Em à. Úi dồi. Không rút được ra đâu. Sao biết? Sau khi mà cắt bánh ấy, thì em rút ra được một cái định luật. Là dao mà cắt vào bánh trưng ấy, nó mút, rút không được. Này,
Thế thì bây giờ cái bánh trưng như này thì tôi ăn kiểu gì? Thế mới cần nghệ thuật chứ. Món này ai làm đây? Kêu. Rán cá cái kiểu gì mà dưa thì cháy, đầu đuôi sống nhăn sống nhở ra, mắt nó cứ hấp ha thấy nó nhìn tôi thế này. Thưa chị, đây là món cá hoàng gia, là xuất xứ từ Australia, được xúc được múc lên tàu chuyển sang Thái Lan, vất vả gian nan nó đến đây. Thôi, chém gió thì phải ngó xem ở đây ngồi là có những ai nhát, cứ chém phần vật thì thành bão rồi đây này. Ủa mày, thì mình chém đi để cho mọi người ăn cho nó ngon miệng đấy, chứ còn tôi có ý gì đâu mà mình cứ bóc mẽ thôi. Tôi mời mọi người, ông trẻ với bố mọi người ăn đi cho ngon. Dạ. Rót rượu. Mày cứ dạ mãi thôi, cái thằng già nhất này tôi rót. Bố cứ để đấy con. Mày rót đi. Thằng này từ nãy giờ mày bị điếc à? Hả? Mày không nghe thấy mọi người bảo rót rượu à? Thằng vô. Dạ. Ông mày không rót à? Mẫu trời ơi, tại sao con nện nó lại phức tạp thế này? Thế bây giờ thì ai rót? Ai rót? Thằng nào bé nhất thì thằng ấy rót. Thôi. Mày rót. Mày rót đi. Rót thì để đấy mà tôi rót. Đúng rồi. Thôi thế được. Để đây. Để cái thằng già nhất rót. Thôi bố không được làm thế, bố để con rót. Thì mày rót đi. Ôi trời mày rót. Ơ kìa chú. Chú lại coi thường cháu à? Ô kìa. Chú bảo cháu là cháu của chú để cháu rót. Mọi khi nhá, con vợ cháu nó tập một phát, nó say bát ngát 4 hôm. Hôm nay nó uống tỉnh quá. Nhà con cũng thế. Sao hôm nay nó uống như uống nước lọc ấy nhỉ? Rồi. Thấy bà trẻ nhà mày bình thường có một chén thôi nhá, là cho tròn trẻ ngay. Thế mà hôm nay uống này, như uống nước lọc ấy. Úi giời ơi, úi giời ơi. Say rồi. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Khổ ông rồi. Thôi nhưng mà tôi không sao. Đằng nào mà chẳng thế. Xanh ngát xanh đôi trà, tôi ước mơ rằng trà của tôi có tên trên thế giới. Tôi ước mơ rằng trà hữu cơ Việt Nam thấm trên môi mọi người. Trà Việt Nam ơi, tự hào bàn tay chúng tôi, từng giọt mồ hôi rơi, người hồn Việt Nam đi khắp nơi. Lộc trà xanh tươi, đón tinh hoa đất trời, ngọt ngào thơm ngon, anti the ring tuyệt vời. Trò chơi thuở bé em hay kẹo mo cau, công anh trên xóm đảo. Mỗi buổi tan trường thường hay cùng nhau chơi mơ ước dài lâu. Ôi trời ơi, mệt quá rồi, vợ với trẻ con. Đâu lòng hai ả à, tổ ngã à, chỉ phèo thì nở sinh ra cụ đoành. Ôi giời ơi, mệt quá thôi. Này đằng kia, mày gọi ai cụ đoành ấy? Đấy phải gọi đây bằng chú mà. Nhưng mà bên ngoại ấy, tao gọi mày bằng chú, nhưng mà về bên nội ấy, mày phải gọi tao bằng cụ, biết chưa? Bồ láo. Dậy. Ôi trời ơi, tại sao quá
con ấy nó lại phức tạp thế này. Trời ơi, đau lòng hai ạ tốt ngã. Uống cho lắm vào, được chưa? Không sai. Không sai. Người nó như cái giải khoai này, nó như cái đầu lá chuối rồi, tôi không sai. Ôi trời mà sai. Vợ với trả con. Ôi trời đất ơi, tại sao lại bà nào mà càng sai. Nhìn mặt bà chỉ thấy chán là chán. Trời ơi. Mình ơi, cho em ché. Ừ, bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. À ơi. Anh gì ơi, sao em còi mãi mà anh không cho em đi nhờ thế? Thì sao? Hút mốt. À ơi. Anh ơi, đêm hôm anh chở nguyên vật liệu gì mà vất vả thế ạ? Hai thằng mày có mắt không? Dạ, có ạ. Có ấy. Mày nhìn xem đây là vật liệu gì? Ôi giời ơi! Thông ơi em ơi! Cái gì anh? Ôi giết người phi tang rồi em ơi! Đi về thôi em ơi! Đứng lại! Ôi! Đứng vào vị trí cũ! Anh ơi! Em xin phép anh ạ! À, em chưa nhìn thấy gì! Trên đời em chưa bao giờ gặp anh! Em tự chọc mù mắt em luôn! Đây ạ! Dạ vâng ạ! Rồi! Đằng nào thì hai thằng mày nhìn thấy rồi đúng không? Dạ vâng ạ! Ở đây không có ai cả, chỉ có ba anh em mình nhá. Bây giờ này, hai thằng mày giúp anh một tay nhá. Cho cái này. Em chưa nhìn thấy gì luôn, em chưa nhìn thấy gì. Đứng lại. Dạ. Chắc là một cười nhỉ. Giúp tao một tay, nhanh lên. Này, thế chúng mày sang đi chơi từ tối đến giờ mà chúng mày không biết đường. Cuốn cái đít vào đi về đi để tao còn ngủ à. Tắt cái đèn đi. À ơi. Anh ơi. Thế đây không phải là giết người phi tang hả anh? Có mày giết người phi tang ấy. Sao giết người phi tang rồi em hả? À? Thế bây giờ tao hỏi nhá. Hùng kia chở cái gì? Dạ, bọn em đang chở hàng để giao cho khách anh ạ. À. Giao cho khách? Mày nhìn xem. Đêm muộn này khách nào nhận hàng của chúng mày hả? À. Dạ anh ơi, em trình bày với anh thế này ạ. Trên xe nhà em bây giờ đang chở rất nhiều thạch. Em đang rất vội. Em mong anh thông cảm, anh giúp đỡ bọn em một chút không muộn mất ạ. Không tin nhá. Thế tóm lại bây giờ chúng mày có mở không? Nhưng mà trên xe em rất nhiều hàng và em đang rất vội ạ. Vội đúng không? Dạ. Được. Này, tắt cái đèn đi. Đợi hai vợ chồng mình ngủ dậy thì đi nhá. Anh ơi, đây. Em à, quỳ xuống em cắn rơm cắn cỏ em đợi anh ra kiểm tra giúp em để cho em đi, không em vội lắm ạ. Đây. Tôi đau luôn. Qua đây. Đưa cái đèn đây. À đây ạ. Rồi. Dạ đây ạ. Thạch sau câu Long Hải à? Dạ vâng ạ. Khoáng chất tự nhiên à? Ừ. Dạ đây ạ. Mở ra. Nhanh mở. Mở. À! Dạ. Thạch à? Dạ đúng thế ạ. Nhiều quá. Này, thế bây giờ nhá, chú ấy phải gọi tôi bằng ông trẻ, nhớ chưa? Anh ơi, từ nãy giờ em rất tôn trọng anh. Em chỉ nhờ anh mỗi việc là anh đi gọn vào để em đi qua thôi. Em đang rất vội. Nhưng mà cái việc anh bảo em gọi anh bằng ông trẻ thì hơi quá đấy anh ạ. Dũng ơi. Này, Dũng ơi, cứ đứng ở đây đi Dũng ơi. Khổ quá. Cái gì mà nhặng cái gì lên đấy. Tớ là có đứa cháu dâu, nó tên là Hương. Nó làm ở công ty Long Hải đây này. Có phải chị Hương mà có chồng là kỹ sư Lù đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì cho nên là nghĩ là đồng nghiệp của nhau thì gọi tên là ông trẻ đúng rồi. Vâng, ông trẻ, thế ông trẻ cho con nhờ con đi cũng muộn ạ. Được rồi. Nhưng mà năm nay buồn lắm. Dạ. Mọi năm ấy là hai vợ chồng nó về ấy, là có mấy cái thùng thạch để biếu rồi ăn Tết. Nhưng mà cha yêu thế nào mà không có thùng nào cả. Buồn quá.
Này, chú có hiểu thế nào là thế nào không? Ông trẻ nói thế thì cháu hiểu thế này ạ. Là ông ra đây cho cháu nhờ ạ. Đây, cháu biếu ông trẻ để ăn Tết. Tôi cảm ơn nhá. Ông cứ nói với chị Hương là có cậu Hưng Nhãn ở cùng công ty gửi biếu ạ. Hưng Nhãn? Dạ vâng ạ. Ở công ty Thạch Giao Công Long Hải tặng. Lũ ơi, ra bố bảo. Cái gì vậy bố? Ra bố bảo. Ôi trời, chạy bố mày ngán ra một lắm rồi. Trông kìa, như bãi chiến trường. Trời ơi, kiểu này chắc phải hủy hợp đồng rồi con ạ. Con nghĩ như bố. Bố tự nhiên lại đi ký vào cái hợp đồng vớ vẩn lên lập đảo lộn tất cả. Tự nhiên lại thay vai thay vé, tạo hóa sinh ra như thế nào cứ thế mà làm, tự nhiên đảo lộn hết cả. Bố mày cũng cay lắm. Tao với mày mà phá hợp đồng, nếu mà phá hợp đồng thì chắc chắn là các bà ấy sẽ đánh giá là bố con mình là chẳng làm ăn được cái trò chống gì. Thế có phải nhục không? Mà ây trời. Bố ạ, bố nói đúng đấy. Thôi thì bố con mình cố gắng. Mai là 30 Tết rồi, là chỉ còn cố thêm 3 ngày nữa là hết mùng 3 thôi. Kiểu gì bố con mình thắng. Bố chịu khó bố vận động ông trẻ mẹ thằng cu bầu. Ừ. Bố nhá, được. Chẳng em mình để thua. Bố con mình là phải chiến đấu đến cùng. Chứ tự nhiên bây giờ mà để thua một cái thì họ nhà mình thành họ nhà tôm. Nhục lắm. Ừ, mà họ nhà tôm thì mày biết rồi đấy. Ôi trời ơi. Thì được rồi, cố gắng. Mai bố sẽ bảo ông trẻ với mọi người. Này, còn nhõn 3 ngày nữa. Vâng. Cố gắng nhá. Vâng ạ. Nhất trí. Làm trai sống ở trong trời đất. Chẳng lẽ lại thua đi thua cả đàn bà. Thằng con lai bố năm nay tao thấy mày phát tiết có cả thơ hay phết. Tự nhiên trong cái lúc bị cực nó lại vọt ra thơ. Rồi bố không sao, đằng nào chả thế. Bố nhờ. Cái gì? Đằng nào chả thế cái gì? Đằng nào mà chả phải dọn. Ui, ngán ngẩm thật. Kinh. Anh ngồi giống dáng tôi nhỉ. Tôi chết. Bố nào con đấy. Con xin lỗi. Cái dáng này nó gọi là cái dáng là rửa bát thiền. Nó gọi là thiền bát. Cô rửa bát đi con. Cô rửa đi. Ôi, hay là con có ý kiến này. Bố rửa con tráng. Ôi trời. Anh khôn thật đấy. Này, mày sức dài vai rộng đàn ông. Rửa đi, chịu khó rửa đi. Bố, nhưng mà bố thấy đi. Còn từ nãy rồi con bê hết chậu này đến chậu kia rồi mâm miếc con dọn hết. Bằng thức ăn thừa, con còn mang ra cho lợn nhà mình nó ăn. Mà này bố này, lạ lắm nhá. Tết lợn nhà mình nó no nào. Ăn vào lúc lợn nôn hết. Lợn nôn hết á? Vâng. Ô thế à, lạ thế à? Thôi, anh cứ liền thuyền. Thôi, rửa đi. Từ sáng giờ bố cũng đừng nghỉ đâu. Thôi rửa đi. Ok bố, thế bố để con rửa mình à? Chịu khó rửa đi. Khổ quá, tự nhiên lại đi ký cái hợp đồng vớ vẩn, bây giờ khổ. Nhưng mà thôi không sao, bố cứ nghỉ đi. Ừ. Không sao, đằng nào chả thế, con rửa nha. Ôi trời, đằng nào mà chả thế, cái gì? Đằng nào mà chả phải rửa. Dạ, vâng ạ. Thôi rửa đi con. Dạ, bố rửa đi. Bố vào nghỉ đi cho đỡ mày. Tao vào nhà tao nghỉ lưng ngay gấp. Ôi giời, đau hết cả xương cốt rồi. Ông Lèo với thằng Lô. Ôi. Vào đây tôi bảo đây. Được rồi, vào đây ngay. Mẹ gọi cho bố vào. Rồi, vào ngay đây. Ôi giời ơi. Ông mặt tôi chết rồi. Cái thằng bò nó đâu để cho chú nó rửa như thế này nhỉ? Bò ơi. À tôi hình như là lại đưa ông trẻ về. Thôi kệ. Mình cứ đợi đây. Bây giờ nó sang nó rửa cho mình. Những việc gì mình rửa. Tôi không sao, đằng nào chả chờ trời sáng. Chú Bao ơi. Chú Bao ơi.
nhiên mình gọi mình đấy. Chú Bảo ơi, chú Bảo ơi. Ô, ui giời ơi, ui giời ơi. Chú làm cháu giật hết cả mình đây. Đi đâu ấy, đêm hôm? Đi đâu? À, cháu đi đâu ấy nhỉ? À, thôi cháu xin phép cháu về đây. Này, sao lại về? Đến để làm gì? Thì cháu định đi. Thế chú làm gì đấy? À, chú hái rau răm để sáng mai ăn với trứng vịt lộn đúng không? Trứng vịt lộn? Ừ. Ăn trứng vịt lộn mà sao? Rau răm gì mà chân run đấy? Hả? Ừ. Thế mày đi đâu? Cháu á? Cháu đi đi ngắm trăng. Mày giờ hả? Tối thôi làm gì có trăng? Thì... biết tỏng nha rồi. Chú ạ, tình hình là căng chú ạ. Cơ thể cháu ấy là không thể sản xuất. Mày cứ bóng gió. Đây là chú đấy cũng thế này. Tự nhiên lại bị cô hạch. Thân xác tan tành một tối 3K. 3K? Này, cháu 3K ấy, phút mốt. Thế cho nên là chú phải hái rau răm để say xích tố cho cô uống để hãm ấy. Hãm à? Ừ. Này, như thế mới biết nhở. Cứ mỗi lần chú cháu mình say là hành các bài đến khổ nhở. Mà lạ thế chị. Thế nên các bài uống rượu mà uống như phi la tốt ấy. Chả thấy say gì cả. Chú bảo này. Hả? Nhân cái cơ hội này, chú mày phải sang bảo với cái lão lèo ấy là kết thúc. Kết thúc á? Không chết. Thế để sáng mai. Chứ bây giờ buổi tối lại tự nhiên lại hỏi vợ chồng người ta cái chuyện này. Nó khó. Mày là ông trẻ nó, mày bảo được. Ừ nhỉ? Cháu là ông trẻ nó cơ mà. Đúng không? Phút mốt. Làm sao đấy? Ừ. Kìa ông. Ông đi đâu đây? Bảo nay làm sao đấy? Ông lại đi. Lần nữa. Ôi giời. Lần nữa. Này. Thế cứ uống rượu vào là thế này à? Trời. Cái tuổi này. Thế này là tốt lắm rồi. Ôi. Lèo. Hả? Lèo ơi. Hôm nay em bỗng thấy thương Lèo nhiều vô tình. Ôi trời ơi, thôi còn cái lương làm cái gì não ruột lắm. Như dòng sông kia khi cạn khi đây. Em thấy Lèo đấy như thân gái giản dày. Nào, lần nữa đi. Trời ơi, vợ ơi. Mẹ thằng Lũ ơi, có tuổi rồi, sức tôi có hẹn. Ôi, lần nữa đi. Thôi. Nó đâu rồi? Ôi trời, cái gì đâu? Để tìm con dao. Ôi, này, ông đừng nói là lấy con dao để làm cái gì nhá. Lấy ra làm gì? Khổ quá. Lấy con dao, ra vườn chuối. Ôi, ra vườn chuối làm gì? Lèo, rồi ôi, làm sao đấy, rồi ôi đi thì quấn thần thế kia, Lèo. Bố. Chán nhỉ. Mệt quá. Thằng Nghiêm thì anh em thế. Chú ơi đấy chú. Ôi giời. Ôi giời chú. Ơ hay. Thế đêm hôm rồi hai bố con mày ngồi đây làm gì? Dạ. Thì bố con cháu ra đây ngắm trăng. Thế ông trẻ đi đâu? Ông thì
cũng lắm chăng? Bầu đi đâu đấy? Cháu thì vô nó rủ đi cũng lắm chăng. Thế à? Cho ông ngồi ké đi. Cháu ngồi thế rủ hết trần. Mật này, tao bảo thật nhé, tháng củ mật lấy đâu ra trăng mà ngắm. Trăng đâu? Cùng cảnh với nhau thì trăng mới nhờ trời. Ê, theo cháu có khi là kết thúc thôi. Mệt, mệt lắm. Dứt thì dứt thế nào, từ từ tính. Dứt bây giờ là hèn đấy. Nhưng mà này, này không hiểu tại sao này, ông trẻ ơi, sao tại sao là sao các bà uống rượu mà cháu thấy không thấy say, mà mình uống rượu vào là say, ngủ dậy là đau đầu, chóng mặt, khát nước này, mà sao các bà lại uống vào là mặt cứ phấn chí lên, cứ vui như tết như thế nào nhỉ? Đúng rồi, ông nghĩ có khi là rượu giả. Tôi chết rồi hả? Tôi chết rồi. Sao? Lỗi rồi con. Lỗi tại mày à? Con có cách rồi. Thế à? Cách gì? Lù đây. Này, chú giết anh đi còn hơn. Tại sao chú lại chế tạo ra cái máy khử độc rượu như thế để chú giết anh? Thế nào mà mẹ anh, vợ anh rồi họ hàng nhà anh bây giờ đang có cái hợp đồng, các bà bây giờ lại đang làm chủ, các bà lại cứ suốt ngày đòi uống rượu. Mà thế nào cái máy của chú cho rượu gì vào nó cũng khử hết cả độc tố, uống vẫn say. Thế nhưng mà nó lại không bị đau đầu, không bị chóng mặt. Sáng dậy nó lại không bị khát nước. Thế chứ lại các bà lại cứ vui phơi phới, uống hết lít này sang chai kia, không thấy say, không thấy mệt mỏi gì cả. Rồi ôi, chú làm thế chú giết anh. Này, bây giờ chú có cái cách nào mà làm cho cái máy của chú nó mất tác dụng được không? Ôi giời ơi, tắt đi mới lại rút phích điện ra thì còn nói làm gì? Chú phải làm thế nào mà vẫn để điện không tắt máy mà cái máy của chú nó lại không có tác dụng ấy. Rồi, đây, anh nhìn thấy đây rồi. Thế à, chỉ cần tháo mỗi cái thiết bị ra là nó không có tác dụng à? Ôi dồi ôi, sao hay thế. Rồi, anh cảm ơn chú nhé. Thôi được rồi, Tết anh lên rồi anh em mình đánh chén sau nhá. Không sao, đằng nào mà chẳng thế. Xin phép cả nhà với lại các bà cho các con đọc cùng được. Đúng rồi, hôm nay đọc đi. Hôm nay không phải thổ tài tự dưng lại được một vài món nhậu. Ôi giời ơi, bầu ơi, khổ quá, sao thơ phú của cháu giờ càng ngày nó càng đi xuống đấy. Ít nhất khi ta phải nói là hôm nay không phải gì nhỉ? Không phải chỗ tài. Hôm nay không phải chỗ tài, tự nhiên vẫn có một vài món ngon. Vài món nhậu. Bố thấy thằng bầu thơ nó không được. Nó giống thơ bố. Thơ của bố đây này. Xa xa một đám rau xanh. Đó là rau cải nấu canh
đấy chứ. Hay quá. Vâng. Ôi, ông trẻ hỏi này. À. Rồi, bây giờ ông hỏi này. À. Trong cái mâm này bây giờ đứa nào rót rượu? Con xin phép được rót rượu. Để tránh được cái mâu thuẫn trong họ nhà mình, được phân chia ngôi thứ. Thì con xin phép rót cho nhanh. Được rồi, được rồi. Anh ghi thế là được. Con này, rót nhanh lên cho các bà ấy uống. Để các bà ấy ăn xong này, cái nhiệm vụ cao cả của con là còn phải đi rửa bát rồi đấy. Ôi giời ơi, cái ông này ăn chưa ăn xong là đã lo cái rửa bát. Này, này, tôi bảo này. Hả? Món nhậu ít nhưng mà có vẻ chất lượng quá đấy. Mấy ra chợ mà loáng là có luôn đồ ăn. Không sao. Đằng nào cũng thế. Nhà con đã thất rồi. Nhưng mà chúng ta nâng ly mỗi người làm chén. Nào xin mời cánh đàn ông. À quên, cánh đàn ông ngồi trong cánh đàn bà. Trời ơi. Thôi nhanh. Một mình tôi với bà tôi có thể chịu đựng được. Ở đây đông người lắm. Xin lỗi các bà. Xin thay mặt gia đình nha. Xin lỗi các bà, mời các bà uống đi. Không sao đâu. Uống lại thế mà con vui lắm. Một, hai, ba, yo. Sao cái rượu hôm nay nó cứ thế nào vậy? Nó hơi đặc đặc ấy. Em bảo này, mình cái thang lần trước thì phải. Rượu này vẫn là rượu cũ, vẫn rượu đấy. Chắc là do là level của mọi người nó lên nên là cảm giác như thế. Cái nào uống thử, cái nào uống nào. Nó hơi khó uống. Bầu chứ chứ muốn đâu. Bốn thằng bầu. Có mỗi một thằng ấy. Bốn thằng bầu. Có một thằng. Một thằng. Bốn thằng. Bốn thằng bầu. Đây là có bà lão lẻo. Ra thằng một thằng chèo cây cao. Con mời ba bà. Ba bà mời lại các con. Ba bà mời lại. Con xin lỗi bố mẹ. Ơi. Trong cái mâm này cao là cái mức chức sức gọi là thượng đẳng, gọi là cao nhất ở đây. Nhưng mà mày lại kém tao. Mày kém nó nhưng mà tao lại hơn mày. Mày hơn nó nhưng mày lại kém tao. Mâm ở đây là tao là thế nào với chúng mày? Chúng mày là gì với tao? Phải nói tóm lại là cứ đốc rượu vào là thành bốn con rồi. Nhục nhất, khổ nhất là chăm sóc mấy người say rượu. Quá là nhục. Đúng rồi đấy. Cháu thấy đúng đấy ông trẻ. Ông trông này. Ôi giời, vợ em nó uống rượu vào nó trông nó có khác gì con kangaroo không? Đấy mà mỗi lần này, mà các bà ấy say rượu ấy, thì mình mới ngẫm lại mới thấy rằng nó phục vụ người say nó khổ như thế nào. Mình mới biết là trôi qua thì... Ông trẻ ơi. Thôi, cháu nghĩ thế này này. Từ mai trở đi mình cũng hạn chế bớt đi ông ạ. Hạn chế á? Ừ. Phút một. Phút một. Mày cứ bây giờ ấy tự nhiên chú hiểu ra rằng nếu mình uống rượu có hóa thằng chẩn danh à? Ô thế cháu thơ à? Làm thơ này liền vần rồi nhá. Mày đó. Mày nhau vần đúng đấy. Này, đề nghị cánh đàn ông mình nói khẽ thôi, để cho cánh đàn bà lại ngủ. Bây giờ anh em mình đi ra ngoài tâm sự. Bố nhá, ông nhá, đi ra ngoài. Mà này, bỏ lấy cái xô ra đây để nhớ bà con tôi. Lấy nhá. Đi ra ngoài. Ôi, đấy, nằm ở đây nhá, nằm ở đây rồi tôi đi.
Cứ rượu quá đà vào là thành trẻ danh hết mà. Đây, được. Bảo ơi, mày được đấy, mày xử lý cái máy lọc rượu bố thấy quá ổn được. Họ mình thường lù là thông minh nhất. Bố này, năm ngoái con mang về tặng bố cái máy, thế mà bố quên bố không dùng. Vợ con về nó nhìn thấy bày cách cho mọi người dùng. Đàn bà trông say rượu chán quá. Nhưng mà mệt. Vâng. Mệt quá. Ôi giời, ngán ngẩm quá. À, ông trẻ ơi. Sao? Cháu này tao thấy thế này này, thôi có khi phải phá hợp đồng rồi. Là vì mùng 3 Tết, buổi chiều mùng 3 Tết làm thượng thọ cho các cụ ở trong dòng họ. Làm thượng thọ? Vâng, thượng thọ chứ còn gì nữa. Vì tổ chức ngay ở sân nhà mình thế này. Vâng. Thế nhưng mà thế này, thượng thọ mà để các bà chủ trì, người ta cười. Con này, mày, cái thằng bầu kia. Cái thằng bầu này mày tuổi gì mày tham gia vào dòng họ nhà bên này? Cái thằng này, này, mày bên ngoại nhá. Ồ. Dạ. Ồ, hai cái thằng này. Dạ. Chú tôi đây. Vâng, biết rồi. Mà chú tao rồi góp ý tinh thần xây dựng. Vâng. Ê, ảnh hưởng gì không? Nhưng bên ngoại. Ngoại thì ngoại chứ. Ôi trời, thế ông trẻ nó cái làng nhàng thế này có khi là khi dây mơ dễ mã với cả xã họ. Cả cái làng này nhà nào chẳng có họ với nhau. Vâng. Này. Dạ. Tôi hỏi nhá, cái việc xây mộ tổ cho các cụ ấy, chú tính thế nào rồi? À, ôi ông trẻ cứ yên tâm đi, việc này cháu đã giao hết cho thằng cu lù rồi. Lù? Dạ. Lù? Dạ. Bố mày giao cho mày, mày xử lý đến đâu rồi? À, dạ, đây. Vâng. Đây, đâu? Con đã đưa catalog của công ty cổ phần xuất nhập khẩu đá Mỹ Nghệ Ninh Bình. Mẫu đá đây, các màu đây ra. Nhưng mà bố con vẫn chưa chọn. Màu đen này, à, màu ghi này. Ghi xanh ghi này, rồi màu trắng, rồi màu đen này. Vâng. Này, thế sao chưa chọn? Ở đấy thì ông biết thừa còn gì, ông phải hỏi cháu nữa. Cũng chỉ vì cái việc ấy, ký hợp đồng với các bà đấy. Ôi ông giời. Chuyển thành bà chuyển thành ông. Thế nên đã có thời gian chọn đâu. Ôi giời, việc gì phải lấn cấn. Bây giờ nhá. Vâng. Việc gì đổi được thì đổi. Vâng. Chứ cái việc mà xây mộ tổ cho các cụ ấy nhá, là không thể đổi được. Đàn bà con gái từ xưa đến nay nhá, cái việc đấy nhá, là phải đàn ông quyết. Vâng, rõ ràng trong dòng họ mình toàn đàn ông quyết thôi. Tóm lại này, tôi chốt luôn, được đấy. Ấy, ông cẩn thận ông vỡ kính. Vâng. Được đấy. Bao mình là mẫu thì không chọn. Ông chọn mẫu nào? Đây. Tôi chọn cái to và đẹp nhất này. Thế sao chú thấy như nào? Thế nó đen xì sao lại chọn không chọn cái vàng này? Vàng gì vậy? Đen nó chắc kiểu chưa? À đen nó chắc à? Ừ. À đúng rồi. Đây đây đây. Lu. Dạ. Ông chốt kìa. Thôi. Rồi. Cứ theo ý ông đi. Theo ý ông nhá. Chốt. Ông chốt cái này đúng không ạ? Đúng, ông chốt cái này. Ông chốt này đúng không ạ? Chốt. Vâng, thế rồi, thế này con ghi vào nhá. Ghi rồi. Rồi. Chốt. Rồi. Bây giờ chốt xong thì con phá. Hả? Cái thằng này. Này. Thế mày xây cho các cụ xong mày định phá. Ấy không, ông trẻ ai lại nói thế. Chốt là chốt mẫu xây mộ tổ cho các cụ. Ừ. Còn phá ở đây, tức là con quyết định là mình phải phá cái hợp đồng với lại các bà ấy. Các bà ngoài kia. Thế để ngay được, không biết việc. Tóm lại. Nhất trí. Tóm lại là. Nhất trí. Trẻ ơi, sao cái rượu gì mà sao nó lại đau đầu thế chứ này? Choáng ghê lắm cơ chứ. Úi giời. Này, tôi thấy, tôi nói thật này. Hình như cái rượu này nó có vấn đề sao ấy. Hôm trước uống có làm sao đâu. Hôm nay tự nhiên uống còn nôn, đau đầu kinh khủng, ghê hết cả cổ. Chắc chắn là rượu khác à?
Chết rồi. Tết con lãnh đạo công ty về thăm mà lại say xỉn như này thì chết. Úi giời, theo tôi mà có khi là chúng ta phải hủy cái hợp đồng này đi thôi. Mình chấp nhận chịu thua đi để cho các ông ấy còn giữ thể diện. Cháu thấy mẹ cháu nói đúng ấy. Bây giờ xã hội người ta phân công rồi, mỗi người một nghề mà làm đàn ông cũng phải là dễ đâu. Làm đàn ông là hơi bị khó đấy. Tôi là tôi thấy vợ thằng Lù nói cũng đúng đấy. Riêng tôi, việc trên trời dưới biển việc gì tôi cũng làm được. Nhưng mà qua mấy cái ngày vừa rồi, sợ. Công việc của mấy ông đàn ông cũng nặng phết đấy. Này nha, bổ củi nha, hút thuốc lào này, rồi là uống rượu này. Eo tôi ngán lên tận cổ luôn ấy. Bây giờ tôi chỉ muốn làm chính mình thôi. Cháu thì cháu thấy là cái vấn đề ở đây ấy, là không phải là ai đúng ai sai, ai giỏi ai kém, ai thế nọ thế kia, mà cái vấn đề ở đây là cháu thấy cái cánh đàn ông là họ cần phải được tôn trọng, bởi vì là cái cánh đàn ông ấy họ cũng đâu có vất vả kém cánh đàn bà phụ nữ chúng mình, đúng không ạ? Đúng rồi. Có đúng không ạ? Đúng rồi. Thế nên là cháu nghĩ là cánh đàn ông họ cũng phải có những cái thú vui của mình. Bà với lại cô có thấy cháu nói đúng không ạ? Đúng quá. Đấy. Được vậy thì là quyết nha. Quyết nha. Quyết. Thế quyết bây thì... giờ bây giờ ai về nhà đấy? Ai công việc gì thì cứ lại công việc đấy. Đúng rồi. Nha. Quyết. Hủy hợp đồng nha. Quyết là hủy hợp đồng. Thế thì phải giữ thể diện cho các ông một tí chứ gì, đúng không? Các cụ nói là cấm có sai, xấu chàng thì khổ ai. Chính xác không? Thế là cho nên là ta quyết là hủy hợp đồng. Quyết. Vậy là cuộc chiến đã kết thúc trong hòa bình và thành công tốt đẹp. Bây giờ tôi hỏi cánh đàn bà. Đây là số mấy? Số 6. Cánh đàn ông đây số mấy? Số 9. Số 6. Số 9. Số 6. Số 6 này là số 6. Số 6. Số 6. Thôi. Tất cả biết phải quay. Bên phải quay. Bên trái quay. Cánh đàn bà bên này số mấy? Số 9. Cánh đàn ông bên này số mấy? Số 6. Số 6 là khổ quá, nó bằng số 6. Số 6. Số 6. Số 6. Đấy, thôi, đấy, khổ quá đấy, thế đấy. Đứng vào phương diện của mình thì ai cũng có lý là đúng, có đúng không? Nhưng trong cuộc sống chúng ta phải biết chia sẻ, thông cảm cho nhau. Khi biết mình đứng vào vị trí của người khác thì cuộc sống mới tốt đẹp, có đúng không? Đúng. Thằng Lu, sang kia bố bảo. Ô thế mọi người có sao không bố? Từ từ cứ để đấy, một mình mày ra. Con là phải đi với chồng con. Được rồi, cả mày nữa sao đấy? Thế theo con là cả họ mình đến sao? Ô thế sang cả đấy, thế sang đây. Sao đây? Mọi người sang bên này. Xin mời mọi người. Sang đây. Sang đi sáng. Này bà, tôi hỏi bà. Đây là số mấy? Đây là số 0. Ôi giời. Ông kẻ đây là số mấy? Thì đây là... số 0. Phút mốt. Có phải không bà? Mình của em cái hỏi cái gì cũng đúng. Thực ra đây
lại là số... Số mấy? Số 0. Số 0 được làm gì? Phải không em? Theo em ý, thực ra đây phải chính là số 0. Thằng Lu, dạ. Đây là số mấy con? Thì tất nhiên đây là số 0 rồi ạ. Vâng. Mình... Có phải không mình? Số 0 thì là số mấy? Mình biết thì cần hỏi em. Lu, chỉ có Lu là hiểu vô nhất thôi con ạ. Vâng ạ. Quá chuẩn. Đấy. Kính thưa mọi người, nếu như cuộc đời này chỉ là những con số tròn chính thì chúng ta đã không phải tranh luận với nhau, đúng không? Nếu như ai ở vào vị trí của mình thì chúng ta sẽ trả lời chính xác câu hỏi của mình. Đấy. Nếu như số 9 nó sẽ trở thành số không tròn chính, giống như cuộc đời này, tất cả mọi người tự đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và thông cảm thì cuộc đời này thật tốt đẹp biết bao. Chia già mang ngọc con hơn cha là nhà có phúc rồi. Kính thưa mọi người, Tết năm nay chắc chắn sẽ là một cái Tết sum vầy đầm ấm, hạnh phúc và thật ý nghĩa. Tuy rằng là mọi người chúng ta có hơi xung đột với nhau tí tí, nhưng mà không sao, đằng nào mà chả thế. Ngày xưa thương đi sinh ra đàn bà này và thêm một giới nữa gọi là đàn ông, có phải không, phải không? Rồi sau có lẽ phân công đàn bà nội trợ, đàn ông kiếm tiền chết liền đàn ông rượu uống như điên, đàn bà cam phần ngoan hiền tay ra. Một hôm trời đẹp bao la, đàn bà hợp lại thế là đôi vai. Có vấn đề chết rồi. Đàn ông làm việc đàn bà, đàn bà làm việc như đàn ông. Dù ba ngày Tết chưa xong, đôi bên cũng phải giơ tay.